Sáng ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là khi 15 ngày tới được coi là thời điểm vàng quyết định thành công trong công tác phòng chống dịch. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ ở các điểm cầu truyền hình trụ sở Chính phủ, lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại hai địa điểm gồm phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị thành phố và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp, xã An Đồng, huyện An Dương. Hải Phòng là trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc. Một năm có 130 triệu tấn hàng hóa qua cảng. Lực lượng thuyền viên từ các quốc gia cập cảng Hải Phòng rất nhiều. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là đầu mối 13 tuyến bay cả quốc tế và nội địa. Hải Phòng cũng là trung tâm thương mại, công nghiệp, dịch vụ lớn với hơn 10.000 lao động, chuyên gia người nước ngoài đang làm việc tại Hải Phòng. Vì thế, nguy cơ bùng phát dịch bệnh lớn. Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ. Cái nguy cơ để dịch bệnh bùng phát tại Hải Phòng là rất lớn. Chính vì vậy mà ngay khi mà Thủ tướng chỉ đạo giai đoạn dịch bệnh bùng phát trở về với đất nước chúng ta, giai đoạn 2 từ sau ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020 thì là một cái giai đoạn mới có nhiều ca bệnh từ nước ngoài nhập vào Việt Nam chúng ta. Thì từ đầu tháng 3 năm 2020 thì Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành với ban chỉ đạo của thành phố để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái giải pháp phòng chống dịch bệnh. Thì cũng báo cáo Thủ tướng công chí trước hết là ngay từ ngày mùng 6 tháng 3, Ban Thường vụ đã cho ý kiến để triệu tập Hội đồng Nhân dân bất thường đề ra các cái giải pháp. Thì Hội đồng Nhân dân bất thường của thành phố họp ngày 12 tháng 3 đã thông qua nguồn ngân sách với tổng số là 1.000 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, từ nguồn cắt giảm các cái lễ hội để tập trung cho phòng chống dịch bệnh. Và tại kỳ họp cũng thông qua cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các đối tượng cách ly tập trung, các đối tượng khoanh vùng và đặc biệt là cho đội ngũ y tế rồi lực lượng vũ trang để tham gia vào cuộc chống dịch. Trên cơ sở cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã được ban hành thì trong cái giai đoạn vừa qua thành phố đã tiến hành các cái nhiệm vụ rất là cụ thể. Thứ nhất là đã đầu tư các cái trang thiết bị y tế như máy thở, như xe cứu thương, một số các cái thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh với tổng kinh phí là 200 tỷ đã được đầu tư trên tổng số 1.000 tỷ mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua. Và đồng thời với việc đầu tư cơ sở vật chất thì thành phố đã chuẩn bị 3 bệnh viện cho nâng cấp sửa chữa rồi bổ sung thêm là Bệnh viện Việt Tiệp, rồi Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Cấp cứu 115. Thì trên cơ sở các cái bệnh viện này thì đã xác định được là khoảng 2.500 giường bệnh sẵn sàng phục vụ cho 2.500 ca dương tính với COVID. Cái điểm thứ hai nữa là đã chuẩn bị 13 điểm cho cách ly tập trung là các cơ sở y tế của công an, cơ sở y tế của quân đội và ký túc xá sinh viên. Thế và trong cái quá trình thực hiện thì cũng báo cáo với Thủ tướng các ông chí là do địa bàn Hải Phòng cũng là một cái trung tâm du lịch và có nhiều chuyên gia nước ngoài, trên một số ca dương tính trên cái chuyến bay VN0054 liên quan tới thành phố Hải Phòng là tổng số 26 trường hợp, và các thủy thủ thuyền viên rồi các chuyên gia nước ngoài đã di chuyển tới Hải Phòng. Thì trong thời gian vừa qua Hải Phòng đã thực hiện cách ly tập trung là 4.000 trường hợp, và tất cả các cái trường hợp cách ly tập trung thì đều được thành phố thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tất cả các trường hợp F1 đều đưa tới cách ly tập trung. Tất cả các trường hợp
kể cả chuyên gia nước ngoài hay là người Việt Nam khi mà nhập cảnh về với thành phố thì đều đưa vào cách ly tập trung ngay từ đầu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tức là từ ngày mùng 5 mà cho tới hôm nay thì không có trường hợp nào mà từ nước ngoài về mà không được cách ly tập trung, mà thực hiện ngay từ ngày mùng 5 tháng 3. Và bên cạnh cái cách ly tập trung thì cũng khoảng 9.000 người được cách ly tại chỗ. Một số những trường hợp F2 thì tổ chức cách ly tại gia đình, tại doanh nghiệp. Thì cái công tác chuẩn bị và cơ sở vật chất cũng như cái tổ chức thực hiện là Hải Phòng làm rất là nghiêm túc. Và tới nay thì báo cáo với Thủ tướng là đã đầu tư máy xét nghiệm, thí nghiệm và đã thực hiện thí nghiệm là 639 mẫu trên địa bàn của thành phố. Và tới nay là 100% đều âm tính. Thì trên địa bàn thành phố Hải Phòng là chưa có ca dương tính. Tuy nhiên là cái giai đoạn tới, trước cái tình hình đã được Thủ tướng đánh giá và nhận định, chúng tôi cho rằng là rất là sát với lại cái yêu cầu của thực tế. Cái giai đoạn 3 là giai đoạn cực kỳ là quan trọng. Khi mà chúng ta đã kiểm soát được cái dịch bệnh từ các quốc gia về với lại đất nước chúng ta đang kiểm soát rất là tốt rồi. Nhưng mà giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà có thể là sẽ lây lan ở trong nội bộ. Thì với Hải Phòng thì hiện nay là cái giao thương báo cáo với Thủ tướng rất là lớn. Từ thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì các chuyến bay. Và đặc biệt là cái lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng. Hàng ngày vẫn hàng chục ngàn xe ô tô cập cảng Hải Phòng từ tất cả các tỉnh. Rồi các cái thuyền viên vẫn tiếp tục. Thế và cái tình trạng là kết nối giao thông của Hải Phòng với các cái trung tâm kinh tế lớn thì cũng rất là tốt. Và do đó mà mặc dù là đã đình chỉ tất cả các cái hoạt động dịch vụ không cần thiết, rồi các cái đám đông cũng như hệ thống tôn giáo là thành phố làm rất là tốt. Nhưng mà nguy cơ bây giờ là từ các cái địa bàn có dịch liên quan có thể là về với thành phố Hải Phòng. Thì báo cáo với Thủ tướng là bắt đầu từ ngày 25 thì Thường vụ Thành ủy tăng lên một cái cấp độ gần như là trực chiến, giao ban 7:30 là ban thường vụ họp giao ban. Và tinh thần là nắm toàn bộ tình hình của ngày hôm trước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là trong cái thời gian này thì tập trung cho chống dịch. Cho nên các đồng chí thường vụ hàng ngày là xuống cơ sở, mỗi đồng chí phân công một quận, một huyện để xuống để nắm tình hình, để chỉ đạo. Cái thứ hai là Ban Thường vụ cũng đã ban hành 2 chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về chống dịch kể từ ngày 12 tới nay. Ngày 12 tháng 3 thì ban hành chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ là giao cho các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo chống dịch. Cái chỉ thị thứ hai là ngày 26 tháng 3 là Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị là yêu cầu các ông chí giám đốc, các ông chí bí thư của các quận huyện lãnh đạo chỉ đạo để thành lập các cái tổ kiểm soát dịch bệnh COVID tại các thôn, tại các tổ dân cư. Và theo đó thì tới nay là Hải Phòng đã thành lập 2.560 tổ để chống dịch tại các thôn và tổ dân phố. Mà lực lượng chủ công là lực lượng vũ trang, trong đó có công an, dân quân xã, công an xã và dân quân thôn, công an thôn, và chiếm tới 60% là lực lượng cựu chiến binh. Thì lực lượng cựu chiến binh là rất có kinh nghiệm. Chúng tôi cho rằng là cái việc phòng chống dịch bệnh không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà chúng ta đạt được, mà cái quan trọng nhất là phải kiểm soát được cái nguồn lây bệnh. Mà lực lượng cựu chiến binh và các ông chí trong lực lượng vũ trang như quân đội và công an thì nắm rất rõ cái tình hình này và chặn được các cái nguồn dịch. Khi mà có các cái đối tượng từ vùng dịch về thì chúng ta quản lý ngay được. Thì báo cáo với Thủ tướng là nhiệm vụ của cái tổ này ở một thôn ấy, là chúng tôi bố trí 12 người, trong đó khoảng 6 đồng chí là cựu chiến binh có kinh nghiệm. Thế và lực lượng công an, lực lượng quân đội tham gia vào dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí bí thư chi bộ và đồng chí trưởng thôn. Thì hiện nay là các tổ hoạt động rất là tốt, kiểm soát được cái di chuyển của dân cư ở trong cái thôn này. Nếu mà có người ra thì phải tìm hiểu xem là đi ra ngoài tỉnh là tỉnh nào. Còn trường hợp đi làm bình thường thì
cũng không có đáng quan tâm. Đặc biệt là phải kiểm soát được cái lượng người từ các địa phương có dịch. Bây giờ cái phần mà nước ngoài thì hạn chế rồi, chủ yếu là từ các địa phương có dịch về địa bàn. Ví dụ như chiều hôm qua, có một trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai, sinh viên của trường Đại học Y, thực tập ở Bệnh viện Bạch Mai về khu dân cư, thì khoảng 3 phút sau là đã tổ này đã phát hiện và đưa về cách ly tập trung. Thì báo cáo với Thủ tướng là cái vai trò nhiệm vụ cái tổ này rất là có hiệu quả, và chúng tôi mong muốn là làm sao mà kiểm soát được tình hình. Và buổi chiều khoảng 17 giờ tất cả các tổ báo cáo về cho bí thư các quận các huyện. Trên cơ sở báo cáo của các quận các huyện tập trung về thành phố, thì buổi chiều trên mặt bàn của đồng chí bí thư thành ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân là có được là hôm nay thành phố có bao nhiêu người từ thành phố Hồ Chí Minh về Hải Phòng, có bao nhiêu người từ Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh, mà có bao nhiêu người từ thủ đô về với lại Hải Phòng và các địa phương khác. Thì cái này chúng tôi cho rằng là cái quan trọng nhất để kiểm tra cái và ngăn chặn kịp thời được. Thế còn đối với lại trường hợp mà Bệnh viện Bạch Mai, thì hiện nay là Hải Phòng có tới 600, khoảng 600 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai trong cái thời gian đến khám chữa bệnh, rồi một số y bác sĩ thì đào tạo tại đây, thì một số sinh viên. Thì cũng báo cáo với Thủ tướng là hiện nay mới thực hiện xét nghiệm được 102 người trên 102 trên tổng số 600. Thì rất mừng là trong 102 này là những đối tượng mà chúng tôi cho là có nguy cơ lớn trong những ngày gần đây thì đều âm tính cả. Cho nên là có thể nói là tới thời gian hiện nay thì thành phố vẫn rất là bình yên, nhân dân cũng rất là tin tưởng vào các cái giải pháp, cái nhiệm vụ rất là quyết liệt của thành phố và ủng hộ cái chủ trương mà thành phố đang triển khai. Và thường vụ cũng sẽ xác định là như Thủ tướng chỉ đạo là trong 2 tuần tới là 2 tuần vàng. Chúng tôi cũng chỉ đạo là tất cả các nhiệm vụ khác trừ những trường hợp đặc biệt, còn các ông chí lãnh đạo chủ chốt cũng như là ban thường vụ tập trung vào để lãnh đạo chỉ đạo để làm sao giữ được thành phố an toàn. Tuy nhiên là cái tình hình mà hiện nay thì vô cùng khó, với cái lượng người từ các địa phương khác về rất là lớn, thì cũng chỉ kiến nghị với Thủ tướng là cái nguồn dịch bệnh chủ yếu là thông qua cái lưu thông, mà chúng ta đã chấp nhận dừng toàn bộ sản xuất, toàn bộ các cái khối dịch vụ rồi. Đấy, mà khi dịch bệnh tới, ví dụ như Hải Phòng mà có những cái doanh nghiệp đến 40.000 công nhân, và bây giờ chỉ một ca dương tính thôi thì căng lắm. Thì chúng ta đang giữ được sản xuất rồi, dịch vụ chúng ta đã dừng rồi, thì còn duy nhất là cái giao thông. Thì mong là Thủ tướng có ý kiến để chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải dừng các cái hoạt động liên quan tới chuyến bay về sân bay Cát Bi, để giúp cho thành phố lượng này bây giờ cũng còn khá lớn. Cái thứ hai là các cái chuyến tàu hỏa thì có lẽ là cũng không thiệt hại đáng là mấy so với cái mà chúng ta đã đang làm. Mà chắc chắn là chúng ta ổn định được thì sau đó phục hồi rất là nhanh. Thế và một cái điểm kiến nghị thứ hai là mong Thủ tướng các ông chí là có một cái cơ chế chính sách cho đội ngũ tham gia vào cái chống dịch, nhất là đối với y bác sĩ, với lực lượng quân đội, lực lượng công an. Thì hiện nay là thành phố Hải Phòng đã ban hành cái cơ chế chính sách mà Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua rồi, nhưng mà cái chính sách này cũng chưa đủ mạnh, chỉ là về cơ sở vật chất. Nhưng có thể Thủ tướng và công chí Trung ương nghiên cứu để có những cái động viên đối với đội ngũ, không chỉ là cơ sở vật chất mà có những cái hình thức động viên về tinh thần, về đánh giá ngoại mặt. Cơ sở vật chất thì các địa phương thì cũng còn có mức hạn chế, cho nên là mong là Trung ương có cái quan tâm về cơ chế động viên cả về vật chất cả về tinh thần. Thì trong thời gian vừa qua để có được kết quả đó, thì thay mặt cho lãnh đạo thành phố xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày vừa qua thì Thủ tướng đã chỉ đạo rất là quyết liệt với cái tầm trung của toàn quốc, cơ chế chính sách, những cái quyết định rất là kịp thời, giúp cho các địa phương mà đặc biệt với Hải Phòng, thì Thủ tướng cũng thường xuyên động viên, thường xuyên kiểm tra qua các cái điện đàm. Thì xin cảm ơn Bộ Y tế, công chí là có những cái điều hành rất là năng động, và chúng tôi
thông tin cập nhật thường xuyên, và có những cái vướng mắc của Hải Phòng về xét nghiệm, về thiết bị là các ông chí cũng đã tạo điều kiện tối đa để giúp cho Hải Phòng có được cái kết quả như hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe Thủ tướng, toàn thể các ông chí. Xin cảm ơn Thủ tướng. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ thị sát trực tuyến địa điểm khu cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón tiếp, kích hoạt đáp ứng điều trị với các kịch bản 20 trường hợp, 200 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của thành phố và Sở Y tế. Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện đáp ứng kịch bản 1.000 người bệnh dương tính. Sau khi nghe báo cáo tình hình và các giải pháp phòng chống dịch bệnh của các thành phố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao cách làm chủ động, quyết liệt, sáng tạo của thành phố Hải Phòng, nhất là huy động mọi lực lượng như cựu chiến binh, thanh niên tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh. Nhờ đó, đến thời điểm này, Hải Phòng và Cần Thơ chưa có ca dương tính nào. Phát biểu kết luận của họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Các đảng bộ lãnh đạo sâu sát, quyết liệt với tinh thần cao, nhiều cách làm sáng tạo được nhân dân ủng hộ, Thủ tướng nhấn mạnh. Trước hết là tôi cảm ơn và đánh giá cao lãnh đạo đảng bộ và nhân các thành phố đã đóng góp vào sự thành công của công cuộc. Thành công bước đầu công cuộc phòng chống COVID-19 ở nước ta. Đặc biệt, hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân ủng hộ, đảng bộ và chính quyền các thành phố đã dành thời gian, công sức, kinh phí chỉ đạo việc này hết sức có trách nhiệm. Nhiều cách làm sáng tạo, nhất là tổ chức thực hiện chỉ thị 15, có hiệu lực, hiệu quả trong thời gian ngắn vừa qua. Đóng góp của nhiều thành quả của cả nước hiện nay. Một cái tinh thần là phải cách ly, phải giảm khoảng cách, không được tụ tập, phải dừng các dịch vụ không cần thiết, phải khoanh lại các ổ dịch một cách kịp thời. Tinh thần ấy đã được triển khai, dừng lại các dịch vụ rất thành công, trong khi các thành phố này dịch vụ rất lớn. Chỉ thị 15 các đồng chí triển khai nghiêm túc, cung ứng dịch vụ cơ bản cho người dân rất tốt, không ảnh hưởng, mà thường là dự trữ đến 4-5 lần mức bình thường để đảm bảo cuộc sống bình yên nhân dân. Cơ bản đến nay, trong lúc chúng ta thực hiện chỉ thị 15 đã thay đổi cơ bản phương thức làm việc, sử dụng công nghệ cũng là một thành công cần phải được rút ra, tiếp tục tổ chức thực hiện thời gian đến. Các thành phố đều tăng cường cơ sở vật chất, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của đội ngũ y tế và những người trực tiếp như công an, quân đội và các lực lượng khác. Truyền thông đã tập trung xử lý khủng hoảng, nhất là trong mạng xã hội. Đặc biệt là các ông chí đã giới thiệu những tấm gương tốt, người tốt, việc tốt, tinh thần nhân ái của dân tộc ta trong lúc bệnh tật, và rất nhiều cái kết quả cụ thể khác. Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng đây cái thời điểm nó cũng gọi là giờ vàng, ngày vàng, nên phải tập trung cao độ hơn trong chỉ đạo điều hành, không được chủ quan. Một cái tinh thần là chống dịch như chống giặc. Việt Nam của chúng ta đã có 12 ngày đêm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Giờ đây, ta phải có 15 ngày hoặc hơn thế nữa để chiến thắng dịch bệnh không có bùng nổ ở Việt Nam, nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đó là trách nhiệm nặng nề, vinh dự của tất cả hệ thống của chúng ta. Một tinh thần, ngày 7 tháng 4 năm 1975, khi Bộ Tư lệnh Quân đội dân Việt Nam gửi mặt trận Sài Gòn, đó là thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, sắp tới chiến trường giải phóng miền Nam quyết chiến và toàn thắng, không chỉ đô thị mà cả nông thôn. Một tinh thần như ấy đã được vận dụng vào cuộc công cuộc chống dịch bệnh hiện nay của nước ta. Căn cứ diễn biến dịch bệnh, cần xác định cụ thể các giải pháp phù hợp riêng từng thành phố, từng địa bàn, khu dân cư.
ưu tiên tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra ở những nơi rủi ro cao như cao ốc văn phòng, khu dân cư tập trung, chợ dân sinh, trung tâm mua sắm, các bệnh viện, khu đô thị mới với mật độ chung cư cao, đầu mối giao thông vận tải. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, của người đứng đầu cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị tổ dân phố, tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà tất cả mọi người đến ở khu dân cư từ đô thị ở nông thôn phải được giám sát khai báo cụ thể, phải yêu cầu bảo đảm sự phân lập tuyệt đối các vùng có người lây nhiễm với vùng chưa có lây nhiễm để ngăn chặn ngay lập tức, khoanh vùng dập dịch với phương châm bốn tại chỗ phải được vận dụng một cách sáng tạo phù hợp với các điều kiện từng nơi, chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh là năm tại chỗ này, cấp nào quá tải cần thông tin kịp thời để điều phối chi viện, đặc biệt là chúng ta phải có biện pháp mạnh mẽ toàn diện các ổ dịch mà các đồng chí đã nêu, nhất là ở bệnh viện Bạch Mai và quán Buddha. Đồng chí Vũ Đức Đam, đồng chí Nguyễn Thành Long đã nêu những phương án này, các đồng chí cần tổ chức thực hiện ngay lập tức bằng công nghệ. Đồng chí Mạnh Hùng đã nêu đã tìm được khoảng 40.000 người đã vào ra các bệnh viện trong những ngày qua để theo dõi xử lý cụ thể từng trường hợp và được test cụ thể để xem bệnh tật và xử lý thế nào. Đây là cái lo lắng của chúng ta. Chính vì vậy phải tăng cường năng lực xét nghiệm tại chỗ, chẩn đoán nhanh các ca nghi ngờ, tập trung nâng cao năng lực điều trị cho tất cả các tuyến, tập huấn điều trị các bác sĩ và nhân viên y tế, kể cả nhân viên y tế đã về hưu. Thì nhân đây tôi thông tin lại với truyền thông là tất cả các ca nặng vừa qua, nhất là 4 ca nặng nhất trong buổi sáng nay, tôi đã nghe Bộ Y tế báo cáo có chuyển biến rất tốt. Việt Nam chưa ca tử vong nào đã được khẳng định đến giờ phút này. Cần thiết lập hệ thống trung tâm của từng thành phố để theo dõi diễn biến phòng chống dịch và điều trị bệnh như một số thành phố lớn chúng ta đã làm. Phải sẵn sàng mọi điều kiện bảo đảm ứng phó ngay lập tức với tình huống xấu nhất như lương thực, thực phẩm, bệnh viện dã chiến, lực lượng dự phòng và cả khả năng tình trạng khẩn cấp hay cao hơn là thực hiện giới nghiêm thiết quân luật theo chế độ thời chiến. Nếu dịch bùng nổ là phải có những biện pháp mạnh như vậy. Tất nhiên quy trình đấy Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị Quốc hội. Tinh thần là đã sẵn sàng. Bệnh viện dã chiến và trang bị phải sẵn sàng. Thành phố nào chưa làm thì có phương án cụ thể để đề phòng dịch diễn biến xấu. Tăng cường huy động thêm các bệnh viện khác để điều trị Covid-19 lần này ở một số địa phương nhiều tiềm năng, nơi nào cũng có, các ông chỉ đã sẵn sàng. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các yêu cầu khác, nhất là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để nếu số ca tiếp tục tăng nhanh hai thành phố này thì quyết định cô lập cách ly của lực. Một tinh thần sẵn sàng như thế. Các đồng chí phải tiếp tục ra lại bổ sung năng lực y tế của thành phố về nhân lực, về trang thiết bị, về con người, khả năng cung ứng dịch vụ và khả năng huy động tại chỗ. Đồng ý dừng các chuyến bay khách đến Việt Nam và hạn chế tối đa các chuyến bay đến và đi từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các sân bay các tỉnh trong 2 tuần này. Cơ bản dừng lại trừ một số chuyến đặc biệt. Kiểm soát chặt, hạn chế các chuyến tàu và ô tô. Tất cả các người đi trên tàu hỏa hạn chế số chuyến và ô tô vận chuyển hành khách cũng như thế. Và kiểm tra y tế. Ngành giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức những công việc này và đây là yêu cầu các thành phố, của tất cả thành phố đối với ngành giao thông vận tải. Hôm nay Thủ tướng kết luận để đồng chí triển khai.
trên tuyến đầu chống dịch. Và tôi xin nói lại, không phải những ngành y tế mà cả quân đội, công an và các lực lượng biên phòng vân vân đấy để tham gia chống dịch, dành những cái khẩu trang và bộ đồ áo bảo hộ cho các y bác sĩ, y tá tuyến đầu chống dịch, cụ thể khẩu trang N95, không được để lây nhiễm chéo. Các lực lượng này đều phải đề phòng lây nhiễm trong nội bộ, kịp thời tuyên dương khen thưởng những gương điển hình, quy động lực lượng y bác sĩ đã về hưu vân vân để chia sẻ kết quả khi cần thiết. Tại cuộc họp này, chúng ta đều nêu các thành phố lớn là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất có nhiều lao động, nhất là các khu công nghiệp cần có giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho những người lao động như một số thành phố đã làm, và sẽ có hội nghị bàn cụ thể vấn đề này, kể cả tháo gỡ các khó khăn sản xuất, kể cả an sinh xã hội, kể cả giải ngân vốn đầu tư công, và đặc biệt là an ninh an toàn cho người dân vào ngày 1 tháng 3. Nhân đây tôi cũng đồng ý ý kiến đề nghị của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính và theo tinh thần chỉ thị 15, đó là dừng lại dịch vụ sổ số kiến thiết 15 này, bắt đầu từ đầu tháng này. Tôi đề nghị các địa phương, các thành phố lớn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, phải làm nhân dân hiểu được và dự báo được những tình huống xấu nhất để chuẩn bị cho phương án tốt nhất và hạn chế hậu quả thấp nhất, tránh hiểu sai hiểu nhầm, lợi dụng xuyên tạc làm hoang mang tâm lý cho nhân dân. Làm sao từng người dân hiểu rõ, đồng tâm ủng hộ tuyệt đối lãnh đạo chính quyền các cấp năm thành phố và sự ủng hộ tuyệt đối chính phủ trong đợt cao điểm này. Tôi cũng đề nghị với cái tính bất trắc cao trong diễn biến của dịch, các đồng chí bí thư, tôi đề nghị đồng chí bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố cần có chế độ linh hoạt, điều chỉnh kế hoạch, biện pháp triển khai theo tình hình thực tế, để không có cái máy móc xảy ra, để phát huy cao độ những cái thích ứng với diễn biến mới, nhanh chóng truyền đạt kinh nghiệm, bài học trong phát hiện, cách ly và xử lý các ca nhiễm nghi nhiễm giữa các cấp chính quyền. Rất mong muốn các cấp thể hiện tấm gương và tinh thần chủ động, nghiêm túc, xả thân trong chống dịch, thăm hỏi, động viên các bộ phận của cá nhân trong phòng chống dịch trên các tuyến, kể cả bộ đội, biên phòng, công an. Tại hội nghị này, các đồng chí cũng lưu ý vấn đề quốc tế và chống dịch bệnh. Riêng vấn đề Campuchia điều trị cách ly không về, giao cho Bộ Ngoại giao, anh Hoàng Bình Minh sẽ có đề xuất cụ thể. Nhân đây, tôi đề nghị các ngành có liên quan đẩy mạnh các hợp tác bán thiết bị y tế cùng các hợp tác khác đối với các nước có nhu cầu. Tôi xin nói lại, đối với Bạch Mai và quán Buda phải có phương án riêng trên tinh thần tìm ra, khoanh lại, cách ly quyết liệt, diện rộng F1, F2, F3 bằng công nghệ và các phương pháp khác để giảm thiểu tối đa để ổ nhiễm lây nhiễm này. Thưa các đồng chí, chúng ta thường nói câu trong chiến tranh, hiểu ta hiểu địch, trăm trận trăm thắng. Trận đầu chúng ta đã thắng nhờ nhận diện địch như giặc và chủ động tấn công giặc. Lần này dịch đến từ nhiều nguồn, mức độ phức tạp hơn, đến từ nhiều hướng, và chính vì vậy phải triển khai cùng lúc nhiều mặt trận. Tôi đề nghị các bí thư tỉnh ủy, các chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, ở các thành phố, các chính thành viên ban chỉ đạo, một lần nữa chúng ta đã đánh giá toàn diện đầy đủ tình hình và đã có từng phương án tác chiến. Điều vô cùng hệ trọng trong lúc này là phải trên dưới đồng lòng, anh em đoàn kết, tất cả cùng hiệp đồng tác chiến, phản ứng nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa
với từng tình huống xảy ra trên từng địa bàn thành phố. Có như vậy chúng ta có niềm tin rằng chiến thắng đại dịch COVID-19 ở các thành phố lớn của Việt Nam sẽ thành công. Và thành công của thành phố lớn chính là thành công tập thể chúng ta. Với ý nghĩa lớn là ấy, tôi xin cảm ơn các đồng chí và mong là các đồng chí lãnh đạo sắp sao quyết liệt để công cuộc này, cái giờ vàng này, cái ngày vàng này của 15 ngày tới đây và có thể dài hơn, không có bất trắc phức tạp xảy ra. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.